Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, bắt đầu từ đêm ngày mai 13 tháng 8, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp nhiệt đới nên ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to. Dự báo bước sang tuần tới thì khu vực Bắc và Bắc Trung Bộ dự báo sẽ có một đợt mưa mới kéo dài đến giữa tuần. Hiện nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,7 độ vĩ Bắc, 111,6 độ kinh Đông, ngay trên vùng bờ biển phía Nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 cấp 7 giật cấp 9, phạm vi gió mạnh cấp 6 giật cấp 8 khoảng 70 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng từ 5 đến 7 km. Dự báo từ đêm ngày 13 tháng 8, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp nhiệt đới nên ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to. Ngoài ra, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, nên trong sáng ngày hôm nay, ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét biển động vùng vị biển vịnh bắc bộ các vùng biển từ bình thuận đến cà mau cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rông mạnh trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh